Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình kế tiếp, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị một vị khách quý từ phương xa Nam California đã bay qua đây sáng ngày hôm nay ủng hộ anh em, anh chị em hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí. Cảm ơn anh Hoàng. Kính thưa tất cả quý vị trường thượng, quý vị đồng hương, một lần nữa chúng tôi lại có hãnh diện được đến tham dự Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2018 tại khu vực Hoa Thành Đốn. Và sự tham dự đông đủ của tất cả quý vị, hơn 20 tiểu bang và một số quốc gia khác đã tề tụ về đủ mọi thành phần. Điều này cho thấy Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cùng tất cả quý vị đang lấy lại danh dự của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đã mất miền Nam, tuy nhiên chúng ta không thể nào mất đi tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa là các quý vị thuộc vào lứa tuổi trung niên đã hiểu được sự đau thương, sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để gìn giữ bờ cõi trong cuộc chiến Việt Nam. Và cái ý nghĩa của Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa là tạo cơ hội để thế hệ trung niên, thế hệ của chúng tôi, thế hệ trẻ hơn hiểu được để mà gánh vác, để mà dấn thân, để mà cùng sứ mạng tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Sau 44 năm kể từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ vàng ba sọc đỏ như tất cả chúng ta đều tôn thờ, như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã bày tỏ, chúng ta đều tôn thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và chúng ta thấy hiện nay lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta đang ngạo nghễ tung bay tất cả các thành phố lớn nhỏ tại Hoa Kỳ. Điều này cho thấy rằng sự tranh đấu, sự quyết tâm, sự dấn thân của tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại, sự thông cảm, sự nâng đỡ của thế hệ đi trước để tạo niềm tin cho thế hệ trung niên, thế hệ trẻ hơn tiếp bước cha ông. Chúng tôi xin báo cho tất cả quý vị một tin rất là vui từ thành phố Westminster. Vào cuộc họp thành phố vào tháng 3 vừa qua, chúng tôi và Phó Thị trưởng Kimberly Hall có đưa ra đề nghị một dự án và đã được Hội đồng thành phố chấp thuận. Đó là dự án xây dựng tượng đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa trong cuộc hải chiến Hoàng Sa. Và được biết, đây sẽ là tượng đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa trong cuộc hải chiến Hoàng Sa đầu tiên tại hải ngoại. Và chúng tôi sẽ sát cánh cùng với Hội Hải quân Cụ Long thuộc miền Nam California để cố gắng vận động về vấn đề tài chính để chúng ta có thể khánh thành tượng đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng 2020. Sự hy sinh của thế hệ trước đã giúp cho thế hệ hậu duệ hiểu được tinh thần chiến đấu. Và Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay làm cho cá nhân chúng tôi liên tưởng tới hội nghị Diên Hồng trong lịch sử Việt Nam cách đây hơn 7 thế kỷ. Vào thời của vua Trần, lúc đó Sơn Hà nguy biến, và hội nghị Diên Hồng được thành lập, được tổ chức, tụ họp rất nhiều các thành phần, từ thành phần Bô Lão, từ thành phần
trẻ để đến, để đồng lòng, để đưa ra những kế sách chống giặc ngoại xâm. Và Đại hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay tại Houston đã tạo được tinh thần và khí thế đó. 44 năm qua, chúng ta thấy rất rõ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn dùng chính sách độc tài để đàn áp người dân trong nước. Việt Nam vẫn chưa có tự do, Việt Nam vẫn chưa có dân chủ. Bên cạnh đó, Tàu Cộng dùng ảnh hưởng quân sự, sức mạnh quân sự và chính trị để xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Do đó, thiết nghĩ rằng Đại hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa là cơ hội, là niềm tin, là hy vọng của tập thể người Việt tị nạn hải ngoại của chúng ta đồng hành với đồng bào trong nước. Chúng tôi xin nhân cơ hội này, xin cảm ơn tất cả các diễn giả, tất cả các thành viên trong Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ rất nhiều tâm sức để tổ chức đại hội, tạo cơ hội, tạo hy vọng, tạo niềm tin cho thế hệ đi trước và cho chính chúng ta. Chúng ta hay tin, chúng ta hay hy vọng Việt Nam sẽ có tự do, Việt Nam sẽ có dân chủ, bởi vì bình minh cho nhân loại, bình minh cho dân tộc Việt Nam là tự do, là dân chủ. Cảm ơn tất cả quý vị.